Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là chiếc áo trắng và lại ngồi đây thì chắc chắn là video liên quan đến khuyến mại quảng cáo. Quảng cáo luôn, nói thẳng luôn quảng cáo. Đấy, thì trong video này mình sẽ tổ chức một cái mini event để các bạn có thể thi xem là các bạn nào mua được điện thoại Samsung giá rẻ nhất tại Clickbuy nhá. Chi tiết chương trình như sau. Trong đợt event này, các bạn hãy đến với Clickbuy mua sắm chiếc điện thoại và sau đó các bạn comment xem cái mức giá mà các bạn mua được, xem ai rẻ nhất. Rẻ nhất thì liên hệ mình sẽ tặng quà cho các bạn. Nhưng mà chắc là mức giá như nhau thôi. Như sao? Áp dụng cho Samsung Galaxy S10 Plus, S10 5G, Note 9, Note 8, S9, S9 Plus. Giảm ngay 200.000 đồng khi thanh toán qua VNPay. Thứ hai là các bạn sẽ được tặng pin dự phòng trị giá 350.000 đồng với lưu lượng pin là 10.000 mAh. Thứ ba là tặng luôn một chiếc tai nghe Bluetooth XOR B20 trị giá 250.000 đồng. Tiếp theo nữa các bạn sẽ được tặng một chiếc sạc 25W Galaxy Note 10 ấy. Đấy thì là rất là tuyệt vời khi mà các bạn nâng cấp lên gói bảo hành vàng. Ở đây thì mình sẽ liệt kê một vài cái dòng sản phẩm có mức giá rẻ nhá. Note 8 2 SIM cũ các bạn sẽ được mua với mức giá là 6.890.000 đồng. Galaxy S9 2 SIM các bạn sẽ được mua với mức giá là 6.490.000 đồng. S9 Plus sẽ có mức giá là 7.390.000 đồng. Note 8 mới sẽ có mức giá là 7.2. Galaxy S9 Mỹ mới sẽ có mức giá là 6.599.000 đồng. 90.000 đồng, lãi 9.000. Tiếp theo nữa là Galaxy S9 Plus sẽ có mức giá là 7.790.000 đồng. Galaxy S10 Plus sẽ có mức giá là 12.390.000 đồng. Note 9 2 SIM phiên bản Hàn ấy thì sẽ có mức giá là 9.890.000 đồng này. S10 Plus sẽ có mức giá là 12.690.000 đồng. Note 9 1 SIM sẽ có mức giá là 9.690.000 đồng. Đấy. Thấy chưa các bạn này? Đấy là event của mình đã kết thúc rồi nhá. Các bạn hãy nhanh tay đến với Clickbuy để mua sắm những chiếc điện thoại Samsung. Sau đó các bạn comment cái mức giá mà các bạn mua được rẻ nhất trên cái sản phẩm đấy đi. Xem là chúng ta mua được là giá bao nhiêu. Chứ còn mình thấy là cái dịp cuối tuần này là cái dịp quá trời hấp dẫn để các bạn mua sắm những chiếc điện thoại, đặc biệt là điện thoại Samsung. Chia sẻ thật với các bạn là mình cũng đã mua rất nhiều sản phẩm đến từ Clickbuy rồi. Ngay cả những chiếc điện thoại Samsung này mình cũng đã mua rồi nhá. Thì mình cảm thấy là trải nghiệm của nó thực sự rất là tốt. Nó mượt mà, nó ổn định, nó không có hiện tượng là bị xáo xào đâu. Và ngoài ra các bạn sẽ được hưởng cái chế độ bảo hành rất là tốt. Thì lời khuyên của mình đó chính là mua thì các bạn nên mua ở những cơ sở uy tín. Nếu như các bạn chưa tìm mua được cái cơ sở nào uy tín hơn thì nên mua tại Clickbuy. Đấy. Còn bây giờ thì còn chần chờ gì nữa. Video này public rồi thì chắc gần đến giờ để các bạn đi mua rồi đấy. Thì nhanh tay đến với Clickbuy đi nào. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.